Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn và nhà vườn Duyên Lê nha. Hôm nay mình tiếp tục giao lưu phôi hoa giấy Mỹ, dáng co lắc quái rất là đẹp nha bà con, có nhiều kiểu dáng. Cây thì giá mềm dễ chơi, mua 5 cây được tặng 1 cây nha. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn nha. Em chào Nhiên. Dạ, em chào anh Liên, chào quý cô chú anh chị đang xem clip của em. Hôm nay em có một số phôi hoa giấy Mỹ để giao lưu với quý cô chú anh chị. Rồi để không làm mất thời gian, giật luôn mã số 1 luôn cô chú anh chị. Số 1 em đã được hoành là 20. Tổng cao là 62. Bệ đế có sổ là 48. Cái mã số 1 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho phôi hoa giấy Mỹ mã số 1 của chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã số 2. Số 2 là một cây chân dài to của chú anh chị. Số 2 em đã được hoành là 27. Tổng cao là 75. Bệ đế của nó sổ là 52. Cái mã số 2 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho phôi hoa giấy Mỹ mã số 2 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 2 lên tiếp tục là mã số 3. Mã số 3 là một cây dáng bay của chú anh chị. Em đã lực hoành là 20. Tổng cao là 62. Bệ đế của nó sổ là 44. Cái mã số 3 này em xin giao lưu là 160.000. 160.000 cho mã số 3. Số 3 rồi, em ghi tưởng số 2 không. Rồi em lên tiếp tục là mã số 4. Số 4 là cái form của nó là dáng đứng như thế này cô chú anh chị. Dạng như nó giống dáng trực nhưng mà cây nó quái cô chú anh chị. Em ra được hoành là 22. Tổng cao là 54. Bệ đế của nó sổ là 52. Cây này quái khá là đẹp cô chú anh chị. Mã số 4 này em xin giao lưu là 230.000. Đó, cây rất là quái luôn. 230.000 cho mã số 4 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 4 lên tiếp tục là mã số 5. Ui dạ. Số 5 đo được hoành là 22. Tổng cao là 68. Bệ đế của nó sổ là 40. Cái mã số 5 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã số 5 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 5 lên tiếp tục là mã số 6. Mã số 6 là một cây lùng bonsai rất là đẹp mà cô chú anh chị. Em đo được hoành là 22. Tổng cao là 66. Bệ đế của nó sổ là 45. Cái mã số 6 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho phôi hoa giấy Mỹ mã số 6 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã số 7. Mã số 7 em đo được hoành là 21. Tổng cao của cây là 60. Bệ đế của nó sổ là 50. Cái mã số 7 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho phôi hoa giấy Mỹ mã số 7 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 7 lên tiếp tục là mã số 8. Số 8 đo được hoành là 20. Tổng cao là 61. Bệ đế của nó sổ là 38. Cái mã số 8 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho phôi hoa giấy Mỹ mã số 8 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 8 lên tiếp tục là mã số 9. Cây này nhìn độc lạ Bình Dương nè cô chú anh chị. Cái này em đo được hoành là 24. Tổng cao là 61. Bệ đế của nó sổ là 44. Cái mã số 9 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho mã số 9 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 9 lên tiếp tục là mã số 10. Mã số 10 em đo được hoành là 28. Tổng cao là 70. Bệ đế của nó sổ là 46. Cái mã số 10 này em xin giao lưu là 300.000. 300.000 cho phôi hoa giấy Mỹ mã số 10 luôn.
bộ đế của nó rất là đặc luôn cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 11. Mười một em đo được hoành là 20, tổng cao là 58, đệ đế của nó sổ là 42. Cái mã 11 này em xin giao lưu là 150.000, 150.000 cho khôi hoa với Mỹ mã 11 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 12. Nhà vườn em là bao sớm bao xíu toàn quốc không cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua 5 phôi em tặng kèm thêm một phôi là tổng là 6 cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 12. 12 em đã được hoành là 17, tổng cao là 55, bệ đế của nó sổ là 33. Cái mã 12 này em xin giao lưu là 150.000, 150.000 cho mã 12 luôn ạ. Rồi em xuống mã 12 lên tiếp tục là mã 13. Mã 13 em đo được hoành là 24, tổng cao là 70, vị thế của nó sổ là 37. Cây mã 13 này em xin giao lưu là 280.000, 280.000 cho mã 13 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 14. Mã 14 là một cây dáng bay, em đo được hoành là 24, tổng cao là 77, vệ đế của nó sổ là 48. Cây mã 14 này em xin giao lưu là 300.000, 300.000 cho mã 14 luôn ạ. Rồi em xuống mã 14 lên tiếp tục là mã 15. 15 là một cây bonsai lùng lực. Cái này em đo được hoành là 23, tổng cao là 50, vệ đế của nó sổ là 35. Cây mã 15 này em xin giao lưu là 180.000, 180.000 cho mã 15 luôn ạ. Rồi em xuống mã 15 lên tiếp tục là mã 16. Mười sáu mà được hoành là 20, tổng cao là 68, vệ đế của nó sổ là 47. Cái mã 16 này em xin giao lưu là 230.000, 230.000 cho mã 16 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 17. Mã 17 nó được hoành là 26, tổng cao là 77, bể đế của nó sổ là 52. Cái mã 17 này em xin giao lưu là 280.000, 280.000 cho mã 17 luôn ạ. Rồi em xuống mã 17 lên tiếp tục là mã 18. Nó được hoành là 18, tổng cao là 66, bệ đế của nó sổ là 42. Cái mã 18 này em xin giao lưu là 160.000, 160.000 cho mã 18 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 19. Em đo được quanh là 22, tổng cao là 71, bệ đế của nó sổ là 51. Cây mã 19 này em xin giao lưu là 220.000, 220.000 cho mã 19 luôn ạ. Rồi em xuống mã 19 lên tiếp tục là mã 20. 20 là một cây khá là to của chú anh chị. Em đo được hoành là 23, tổng cao là 72, vệ đế của nó sổ là 60. Cây mã 20 này em xin giao lưu là 280.000,
280.000 cho mã 20 luôn cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 20 lên tiếp tục là mã 21. Đo được hoành là 17. Tổng cao là 62. Thì đây của nó sổ là 40. Cái mã 21 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 21 ạ. Rồi em xuống mã 21 lên tiếp tục mã 22. 22 độ cây dáng bay ha. Bay như thế này của chú anh chị. Lên chậu là bao đẹp luôn của chú anh chị. Em đo được hoành là 29. Tổng cây là 69. Bề đế của nó sổ là 56. Cây mã 22 này em xin giao lưu là 300.000. 300.000 cho mã 22 luôn cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 23. Cây 23 bị lỗi cô chú anh chị. Bị lỗi mà em vẫn bao sắm cho cô chú anh chị chơi luôn nha. Em đo được hoành là 26. Tổng cao là 55. Vẻ đế của nó sổ là 35. Cái mã 23 này do nó bị lỗi, em xin giao lưu là 100 nhiêu ạ? 120.000. 120.000 cho mã 23 luôn. Rồi em xuống mã 23 lên tiếp tục mã 24. Đo được hoành là 21. Tổng cao là 57. Vệ đế của nó sổ là 42. Cái mã 24 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 24 luôn ạ. Rồi em xuống mã 24 lên tiếp tục mã 25. 25 là siêu quái luôn cô chú chị. Em đo được hoành là 22. Tổng cao là 62. Ây da. Ở đấy của nó sổ là 44. Siêu quái, siêu công, siêu quẹo. Cái mã 25. Cái mã 25 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã 25. Đó, cây rất là công, khéo, đẹp. Rồi, em lên tiếp tục là mã 26. Ây da. Chân dài. Em đo được hoành là 21. Tổng cao là 72. Vậy đấy của nó sổ là 51. Cái mã 26 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã 26. Rồi em lên tiếp tục là mã 27. Cái đại bác. Hai mươi bảy đo được hoành là 23. Tổng cây là 78. Bề thế của nó sổ là 59. Cây này bán nhiêu vậy anh? Cây này bán 230 thôi. Cây mã 27 này em xin giao lưu là 230.000. Đó, cây trồng vô chậu là nó phải nằm như vậy cô chú anh chị. Cây đại bác. Rồi mình tiếp tục là mã 28. Em đo được hoành là 23. Tổng cao là 58. Bề thế của nó sổ là 48. Cái mã 28 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho mã 28 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 29. Đo được hoành là 22. Tổng cao là 68. Vậy đấy của nó sổ là 50. Cái mã 29 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho mã 29 luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 30. 30 là một cây một rễ quái của chú chị dáng bay.
30 mà lục hoành là 18. Tổng bay là 64. Bẻ đế có sổ là 43. Cái mã 30 này em xin vô lưu là 180.000. 180.000 cho mã 30 luôn. Rồi em xuống mã 30 lên tiếp tục là mã 31. Ba mươi mốt là được hoành là 23, tổng cao là 80, đế sổ của nó là 52. Cái mã 31 này em xin giao lưu là 230.000, 230.000 cho mã 31. Rồi em xuống mã 31 lên tiếp tục là mã 32. Chúng ta được hoành là 16. Tổng cao là 69. Đế của nó sổ là 48. Cái mã 32 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 32 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 33. Gỡ đó anh. 33 em ra được hoành là 23. Tổng cao là 60. Đế của nó sổ là 48. Cái mã 33 này em xin giao lưu là 220.000. 220.000 cho mã 33. Rồi em đã tiếp tục là mã 34. Ba mươi bốn đo được hoành là 23, tổng cao là 75, đế của nó sổ là 53. Cái mã 34 này em xin giao lưu là 180.000, 180.000 cho mã 34 luôn ạ. Sao? Rồi em lên tiếp tục là mã 35 của chú anh chị. Ba mươi lăm đo được hoành là 20, tổng cao là 69, đế sổ là 46. Cái mã 35 này, ấy dạ, cái mã 35 này em xin giao lưu là 200.000, 200.000 cho mã 35 luôn ạ. Rồi em xuống mã 35 lên tiếp tục mã 36. Ba mươi sáu là được hoành là 22, tổng cao là 59, đế sổ là 42. Cái mã 36 này em xin giao lưu là 180.000. Ghế nó quắn nó quái rất là đẹp của chú anh chị, 180.000 cho mã 36. Rồi em lên tiếp tục là mã 37. Nó được hoành là 14, tổng cao là 74, đế của nó sổ là 50. Cái mã 37 này em xin giao lưu là 180.000, 180.000 cho mã 37 luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 38. Yeah. Ba mươi tám nó được hoành là 21, tổng cao là 70, đế sổ là 53. Cái mã 38 này em xin giao lưu là 200.000, 200.000 cho mã 38 luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 39. Ba mươi chín đo được hoành là 32, tổng cao là 61, đế của nó sổ là 44. Cái mã 39 này em xin giao lưu là nhiêu anh?
280 ngàn. Tại nhiên tới giờ này 280 ngàn cho mã 39. Hết biết đường báo giá rồi. Ngày em lên tiếp tục là mã 40. Bốn mươi đo được quanh là 31, tổng cao là 70, đế sổ là 53, tổng quanh cũ của nó là 68 rồi cô chú anh chị. Cây mã 40 này em xin giao lưu là 350 ngàn, 350 ngàn cho mã 40 luôn ạ. Rồi mã 40 là cũng mã kết thúc clip của em. Cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em ạ. Rồi em xin hết ạ. Em cảm ơn Nhiên Lê, mến chào bà con. Cảm ơn bà con rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.